Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tạo một cái ví EZ DeFi. Thì trước hết quý vị hãy vào App Store hoặc là CH Play để quý vị tải cái ví EZ DeFi này về. Ở đây KTV đã tải về rồi đây này. Và đây là cái màn hình đầu tiên khi quý vị tải về. Quý vị hãy mở nó lên. Rồi quý vị để ý phía bên trên góc tay phải có cái nút bật tắt đây này. Quý vị hãy chuyển sang cái chế độ bảo mật cao đi. Đó, quý vị chọn OK này. OK. Rồi, trường hợp nếu quý vị đã có ví thì quý vị đã có chọn là đã có ví để nhập private key. Hoặc là quý vị có thể backup từ cái cloud. Thì ở đây KTV sẽ tạo một cái ví mới cùng quý vị. Quý vị hãy bấm vào tạo ví mới này. Bước đầu tiên quý vị hãy nhập mật khẩu cho ví. Rồi quý vị bấm vào mới. Và quý vị lưu ý này, cái mật khẩu này quý vị phải có viết hoa viết thường, cả chữ và số, và có một cái ký tự đặc biệt đây. Và quý vị không nên để lộ cái mật khẩu này, vì ở đây KTV chia sẻ cái video này xong KTV cũng xóa nó đi thôi. Rồi sau khi nhập xong quý vị bấm vào mới này, thì đây là cái cụm từ 12 private key. Quý vị phải lưu ý là chép cái 12 cái cụm từ này ra và cất đi, tuyệt đối không để lộ cái dãy ký tự này. Đó, ở đây KTV không có dùng, KTV chỉ chia sẻ cái video này. Và rồi sau khi quý vị sao chép 12 cái ký tự này xong, quý vị hãy bấm vào tiếp theo này. Rồi bây giờ quý vị hãy xác nhận lại 12 cái cụm từ này. Số 1 là gì đây? Số 1 này. Đắc này. Số 2 Tai. Số 3 Inconnect. Số 4 Pay. Số 5 Depart. Số 6 Initial. Số 7 Certain. Số 8 Nep. Số 9 Baroconi. Số 10 Confirm. Số 11 Mirik. Số 12. Rồi, sau khi quý vị nhập chính xác, xác nhận 12 cái dãy ký tự này, quý vị bấm vào Lock này. OK, vậy là quý vị đã tạo xong một cái ví EZ DeFi. OK, thì đây là cái giao diện cái ví EZ DeFi này. Quý vị để ý phía bên dưới có cái menu ba gạch đây này. Việc đầu tiên là quý vị bật cài đặt vân tay lên. Ở đây KTV đã bật rồi này. Sau khi bật xong, quý vị trở lại cái giao diện chính. Quý vị bấm vào phía dưới góc giữa màn hình này. Rồi bây giờ quý vị muốn thêm các token thì quý vị bấm vào thêm này. Quý vị tìm kiếm luôn ở trong ô tìm kiếm đây này. Ví dụ KTV muốn bật cái USDT lên thì quý vị đây là USDT này. Đó, ở đây nó có TRC, ERC, BEP2 hoặc BEP20. Quý vị muốn bật cái nào thì quý vị bật cái đó. Ví dụ KTV bật USDT TRC20 đi. Bấm luôn vào và quý vị chọn vào thêm mới này. Đó, nó lên rồi đây này. Quý vị có thể thêm nhiều, quý vị cũng chọn tiếp là thêm này. Tìm kiếm tiếp này. BNB này. BNB đây, BNB Binance Smart Chain này, quý vị bấm vào này. Quý vị chọn tiếp mà thêm mới. Quý vị chọn tạo một địa chỉ này. Tạo mới một địa chỉ. Rồi, đó, vậy là BNB nó đã lên rồi đây này.
Và quý vị lưu ý, cái BNB này là BEP 20 nha, nó khác với lại BEP 2. Quý vị chọn tiếp là thêm. Rồi trong cái trường hợp mà quý vị tìm kiếm ở đây nó không có này, thì quý vị hãy vào custom đây này, custom ở phía bên trên góc tay phải để dán cái contract của nó vào. Rồi quý vị chọn vào thêm này. Thêm. Cái ô đầu tiên là quý vị chọn một cái mạng lưới. Ví dụ ở đây KTV chọn một cái network là chôn đi. Đây, chôn. Ở đây KTV sẽ lấy cái mã là Zpay. Rồi KTV sẽ vào cái chôn scan. Đây, chôn scan.org đây này. Và KTV lấy cái smart contract của cái này. Đây. Ở cái ô tìm kiếm này, quý vị hãy đề là ZPAE để lấy cái contract. Hoặc là quý vị có thể vào CoinGecko để lấy contract. Đây, thì đây là cái contract này. Quý vị bấm vào cái biểu tượng copy nó này. Rồi, đã copy. Trở lại cái ví. Đây, quý vị dán. Quý vị dán cái địa chỉ contract của copy vào cái ô địa chỉ token này. Dán này. Rồi, quý vị bấm vào thêm. Nó tự nhận luôn đây này, ký hiệu ZPAE số thập phân 18. Quý vị chọn là thêm này. Ok, đã thêm thành công. Quý vị quay về này. Đó. Có thể nó chưa lên đây thì quý vị vào cái phần thêm để bật nó lên này. Quý vị tìm kiếm là Zpay. Zpay. Đó. Quý vị bấm vào Zpay đây này. Rồi quý vị chọn vào thêm mới này. Quý vị chọn tiếp tạo một địa chỉ. Tạo mới một địa chỉ. Rồi, đó, vậy là cái Zpay nó lên rồi đây này. Đấy, thì đấy là cái trường hợp mà nó chưa có trong cái danh sách. Rồi, vậy bây giờ gửi nhận như thế nào? Thì quý vị lưu ý, quý vị sử dụng cái network nào thì quý vị chọn cái token của network đó. Ví dụ ở đây KTV chọn là USDT TRC20 này. Đó, thì quý vị bấm vào. Quý vị nhận thì bấm vào nhận này. Quý vị gửi thì bấm vào gửi. Đó. Đây. Thì đây là cái địa chỉ nhận. Và còn một trường hợp nữa, quý vị muốn xóa cái danh sách hiển thị ở trên cái màn hình chính này đi. Quý vị cũng bấm vào. Ví dụ KTV muốn xóa cái ZPAE này đi này, KTV bấm luôn vào này. Quý vị để ý cái ba dấu chấm đây này. Đó, ba dấu chấm nha. Quý vị hãy chọn ba dấu chấm. Đó, nó sẽ ra thế này. Quý vị chọn vào xóa ví này. Quý vị xóa để xác nhận. Quý vị nhập mật khẩu. Ok. Vậy là KTV vừa xóa nó đi rồi. Đây, ví dụ KTV muốn xóa tiếp cái USDT này đi. Quý vị cũng làm là y như vậy. Đó, xóa ví này, xóa này. Xác nhận. Rồi. Vậy là KTV vừa chia sẻ cùng quý vị cách để tạo cái ví EZDeFi và gửi nhận trên ví. Và KTV xin nhắc lại là cái private key 12 ký tự quý vị phải cất giữ cẩn thận, tuyệt đối không để cho người khác biết. Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây.